Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay ngày thứ Sáu, 19 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, câu chuyện của cựu tổng thống Donald J. Trump vẫn còn chưa chấm dứt trong dư luận Mỹ, mà kỳ này nó qua một câu chuyện khác không phải chuyện ông bị khám nhà, mà là câu chuyện 5 năm về trước, năm 2016 khi ông vừa thắng cử bà Hillary Clinton. Thì theo các cuốn hồi ký uh, của ông Jared Kushner là con rể của ông, tức là chồng của Ivanka Trump, vừa mới ra thứ ba rồi có tên là Breaking History thì trong đây ông Jared Kushner cho biết là ngay sau khi ông Trump thắng cử ông đã kêu uh, cô con gái của mình tức là bà uh, cô Ivanka Trump liên lạc với người bạn cũ là cô Chelsea Clinton con gái của bà Hillary Clinton và để sắp xếp một cuộc hòa giải để cùng nghĩa là đoàn kết đất nước đưa đất nước đi lên thậm chí ông Trump còn định mời cả vợ chồng ông bà Clinton ăn cơm nhưng sau đó thì uh, sau khi mà cô Ivanka Trump gọi Thì uh, được Nhưng mà sau đó Thì bà Clinton Không biết vì do, lý do gì lại ủng hộ Cái uh, ứng cử viên đảng xanh Đó Là cái bà Ờ uh, uh, lỗi quý vị Cái bà Justin uh, Để bà này Thách thức Cái kết quả bầu cử của ông Trump Thế là ông Trump đổi ý Đó là theo cái cuốn sách của ông Jack Kutner viết cho biết như vậy. Và trong những ngày trước đó thì chắc quý vị còn nhớ trong lúc vận động tranh cử thì ông Trump thậm chí đã kêu đã đồng ý với những ủng hộ viên của ông là phải bỏ tù bà Clinton vì cái vụ mà bà delete tức là xóa bỏ 33.000 cái email. Nhưng mà rồi cuối cùng sự việc coi như là hòa giải không thành và ông Trump đã đổi ý vì ông Trump bực mình vì bà Clinton ủng hộ bà Justin. Đó là theo cái cuốn hồi ký của ông Jack Kutner viết như vậy thì uh, trang báo mạng The Hill ngày hôm nay chạy cái tin này có gọi uh, phát ngôn viên của bà Clinton để mà uh, phỏng vấn nhưng mà không được trả lời. Như vậy chúng ta thấy rằng là lịch sử đất nước Mỹ nó cũng có những cái chuyện rất là chớ trêu. Có nghĩa là ông Trump cũng muốn hòa giải. Nhưng mà rồi ông lại đổi ý bởi vì bà Clinton lại đi ủng hộ cái bà Houston thách thức kết quả bầu cử của ông. Đó. Thì chúng ta biết là cô uh, Chelsea Clinton và cô Ivanka Trump trước đây là bạn thân với nhau và ngay cả vợ chồng ông clinton cũng từng là bạn rất thân với ông uh, donald trump cái thời ông donald trump uh, chưa tranh cử tổng thống thì ông đã từng ủng hộ tiền cho uh, ông bà clinton khi mà ra tranh cử thì đó là câu chuyện lịch sử cách đây 5 năm về trước được tiết lộ trong cuốn sách mới nhất của ông Jared Kushner vừa là con rể ông trump vừa là cố vấn cao cấp của ông trump cuốn sách có tên là breaking history và cái chuyện ông Trâm cũng còn nữa Nhưng mà lại liên quan đến cái chuyện gọi là Ông bị khám nhà Thì chúng ta biết trong thời gian qua Cựu Tổng thống Donald Trump Ông vẫn còn tiếp tục bịa ra câu chuyện là Cuộc bầu cử năm 2020 Bị đánh cắp là gian lận Thì nhiều ứng cử viên Cộng Hòa Muốn được ông ủng hộ cho nên họ cũng nói luôn Họ theo hay ông luôn Họ theo những cái gì ông nói mặc dù họ biết có đó là sai Họ cũng đồng ý là cuộc bầu cử gian lận Cho nên trong thời gian qua cái cuộc bầu cử sơ bộ một số tiểu bang của đảng cộng hòa thì những người này đều thắng và được ông trump ủng hộ thế giờ tới cái chuyện ông Trâm bị khám nhà thì cũng có một số người ăn theo đó luôn hả và những người đã ăn theo là thường thường họ là chỉ trích fbi hoặc là bộ tư pháp thôi nhưng mà ở tại khu vực thành phố Buffalo tiểu bang new york có một ông ra ứng cử cho đảng cộng hòa ứng cử chức dân biểu liên bang ông này là một doanh nhân tên là Camp và ông này còn đi xa nữa là trong cuộc phỏng vấn trên trang mạng Private News của cái ông mà gọi là uh, từng làm chiến lược gia cho ông Trump á uh, vào ngày 13 tháng 8 thì ông Paladino khi được hỏi về cái chuyện mà ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland uh, quyết định xin cái đơn uh, cái chat xét nhà thì bây giờ họ đổ cho ông Merrick Garland mà không đổ cho ông tranh án thì ông Parallel đi nói là cái tội của ông Garland không những đáng bị chết phế mà đáng bị xử tử à, thì sau đó khi mà cái người phỏng vấn ông nó nói là ý ông nói xử tử là như nào thì ông bảo tôi nói đùa thôi đó thì thưa quý vị câu chuyện nó đi xa đến như vậy tức là bây giờ không những là chỉ trích FBI chỉ trích Bộ Tư pháp mà phải làm sao trừng phạt ông Merrick thì ông Donald Trump mới hài lòng. Đó là cái cách mà ông Paladino tranh cử như vậy. Nhưng mà sau đó ông bảo là tôi nói giỡn. Nhưng mà trước khi ông nói giỡn thì ông nói câu đó. Thì dân bác bán, bán nghe rất là khoái. Đó. Và cũng vì cái chuyện này thì chúng ta biết đó, là từ hôm ông Trump bị khám nhà ngày 8 tháng 8 và ông la lô lên như thế. Thì nhiều người dân bán cả lên đe dọa gây bạo động nước Mỹ thậm chí đòi giết cả ông đòi treo cổ ông tránh án Bruce Reinhardt là cái ông mà chuẩn thuận cho cái việc xét nhà rồi đòi hăm dọa cả Merrick Garland và cả ông Christopher Ray là giám đốc FBI và cả nhân viên FBI thì vì những cái chuyện đó ngày hôm nay ở bên H Hạ, viện Hoa Kỳ bắt đầu người ta hành động đó là thưa quý vị ủy ban giám sát của Hạ viện đứng đầu là nữ dân biểu mà Maloney của đảng dân chủ tiểu bang New York và cái ông mà gọi là chủ tịch cái tiểu ban an ninh quốc gia thuộc ủy ban này đó là ông dân biểu Stephen Lynch. Hai người vừa mới viết những lá thư gửi đến tám công ty mạng xã hội bao gồm cả Facebook, Twitter và cả TikTok. Yêu cầu những công ty này nộp cho họ xem những cái đe dọa những lời đe dọa mà người ta viết trên mạng xã hội trong những ngày qua kể từ ngày 8 tháng 8 sau khi ông Trump bị FBI xét nhà để họ xem xét họ nói rằng đây là những cái tuyên bố nghĩa là vô trách nhiệm và rất nguy hiểm và trong vai trò giám sát của hạ viện họ muốn biết những người này là ai hiện chưa biết là các công ty này họ có nộp hay không nhưng mà trong các lá thư thì cả hai vị nhân cử này đều viết rằng chúng tôi yêu cầu quý vị có hành động mạnh mẽ để chấm dứt cái tình trạng mà bạo động chống lại nhân viên công lực đang xuất hiện trên các trang mạng xã hội của quý vị đó là theo hai cái bác lá thư của hai vị dân cử này cho biết như vậy, thì uh, người ta chưa biết là các công ty này phản ứng như thế nào. Nhưng mà trong những ngày qua chúng ta biết là thậm chí ngay cả ông uh, phó tổng thống cựu phó tổng thống Mike Pence người mà ban đầu cũng chỉ trích uh, FBI và bộ tư pháp, bây giờ ông cũng quay xe, ông yêu cầu là đừng có chỉ trích và đe dọa nhân viên công lực. Trong khi đó thì cũng tại quốc hội, thứ vị bên phía thượng viện uh, có hai thượng nghị sĩ đó là thượng nghị sĩ uh, Mike Rounds của đảng cộng hòa tiểu bang South Dakota và thượng nghị sĩ Kevin Kramer của đảng cộng hòa tiểu bang North Dakota đang đề nghị một dự luật là cấm các công ty thuộc bốn quốc gia đó là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn mua đất nông nghiệp tại Mỹ. Bởi vì mới đây có một công ty tên là Fu Group ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã mua 370 mẫu đất ở tại thành phố Grand Forks ở tiểu bang North Dakota mà nó lại cách cái căn cứ không quân Grand Forks chỉ có 12 dặm mà thôi. Đây là căn cứ có những máy bay phòng thủ và có những thông tin liên quan đến tình báo rất là đặc biệt và bí mật của Mỹ. Thành ra người dân ở đây người ta phản ứng và bây giờ hai vị dân cử này họ đang đề nghị cái luật là cấm các công ty này mua đất ở tại Hoa Kỳ đặc biệt là đất nông nghiệp. Cái công ty Phu Phen họ mua cái miếng đất này, họ dự trù chỉ làm là một cái nhà máy gọi là chế biến bắp. Nhưng mà người dân người ta nghi ngờ, đặc biệt là gần, ở căn cứ quân sự. Thì à, hai vị dân cử này bây giờ đang đề nghị và nếu được thông qua thì nó sẽ, cái dự luật này nó tên là Promoting Agriculture, Culture, Safe Gas and Security, gọi tắt là PASS. Nó sẽ bổ sung cho cái luật về quốc phòng năm 1950. Hiện nay đó thì thực ra cái số đất mà Trung Quốc mua người Trung Quốc các công ty Trung Quốc mua ở tại Mỹ nó rất nhỏ nó chỉ chưa tới một phần trăm cái số đất mà các công ty ngoại quốc mua ở Mỹ nhưng mà rõ ràng nó có gia tăng mạnh mẽ năm 2010 các công ty Trung Quốc chỉ mua có chưa tới 14.000 mẫu đất thì đến năm 2020 tức là 10 năm sau bây giờ đã hơn 350.000 mẫu đất nông nghiệp tại Mỹ và như vậy trong số 35.8 triệu mẫu đất ở Mỹ mà do nước ngoài làm chủ thì của Trung Quốc mua chưa tới 1% nhưng mà người ta lo ngại. Các quốc gia mà mua đất làm chủ đất nhiều nhất, đất nông nghiệp nhiều nhất ở Mỹ đứng đầu là Canada, đứng nhì là Hà Lan. Canada là 29% và Hà Lan là 14%. Trở lại với cuộc bầu cử giữa kỳ của Quốc hội vào tháng 11 này, chúng ta biết là hôm nay còn chưa đầy 3 tháng nữa tới ngày bầu cử. Thì nhiều người nói rằng là Đảng Cộng hòa có triển vọng tái chiếm Hạ viện và Thượng viện. Nhưng mà ngày hôm qua tại tiểu bang Kentucky, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Đảng Cộng Hòa, trưởng khối thiểu số ở Thượng viện, thì ông cho rằng bây giờ ở Hạ viện thì Đảng Cộng Hòa vẫn còn triển vọng. Nhưng mà Thượng viện thì hơi khó. Lý do là bên Thượng viện, Cộng Hòa có những ứng cử viên coi như là không có mạnh, có thể nói là không có sáng giá. Ông nói như sau, cái chuyện mà bầu cử ở tại uh, gọi là tiểu bang á ở các địa hạt nó nhỏ hơn nó chỉ có vài trăm ngàn năm sáu trăm ngàn người gọi là tiểu bang thì cái số cử tri nó lớn hơn nó đông hơn thành ra phải có những ứng cử viên có phẩm chất ông chỉ nói vậy thôi thành ra ông bảo rằng là cái chuyện mà bây giờ chúng tôi 50-50 ở thượng viện nếu mà bên uh, cộng hòa có thắng đó thì cũng thắng sát nút mà bên dân chủ có thắng cũng thắng sát nút nhưng mà ông cho thấy rằng là hơi khó cái này nếu mà theo dõi chính trị quý vị biết ngay ông hàm ý nói ai là bởi vì trong thời gian qua cựu tổng thống donald trump đã ủng hộ một số ứng cử viên của đảng cộng hòa trong các cuộc bầu cử sơ bộ mà những người này theo khuyên hướng cực hữu của ông donald trump thành ra họ thắng ở trong sơ bộ nhưng mà khi mà ra bầu chung cuộc và toàn tiểu bang thì rất khó thắng bởi vì cử tri độc lập họ không thích những người cực hữu cũng không thích người cực tả họ chỉ thích cái người tương đối chung dung trong đó thì một số ứng cử viên của Đảng Cộng hòa do ông Donald Trump ủng hộ thì bày tỏ tính cách tính cách quá cực hữu, đặc biệt là họ vẫn cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Thành ra đối với ông Mitch McConnell ông cho rằng cái đó là hơi khó thắng. Sáng ngày hôm nay Liên Âu phản đối Nga bởi vì Nga vừa mới ngày hôm qua triển khai coi như một số hỏa tiễn gọi là siêu thanh mà do các cái máy bay MiG-31 đem tới và hạ xuống phi trường ở Kaliningrad gây bất ổn cho cái vùng NATO. Kaliningrad là một giải đất nhỏ nằm ở biển Baltic nhưng mà nó lại không giáp với nước Nga. Một bên đó là giáp biển Baltic, phía bắc giáp Lithuania, phía nam giáp Ba Lan. Mà Ba Lan và Lithuania đều là thành viên của NATO. Mà Lithuania, Latvia và Estonia là ba cái nước nhỏ trước đây nằm trong liên bang Nga, liên xô cũ. Thì trong tình hình những ngày vừa qua căng thẳng Đây là lần đầu tiên Nga triển khai các loại hỏa tiễn này ở đây Không biết là họ làm cái gì Nhưng mà các quan sát viên thì cho rằng có lẽ là Nga muốn phô trương lực lượng Nhất là sau khi mà Phần Lan và Thụy Điển Cũng là hai cái nước láng giềng ở gần cái vùng biển Baltic này, Ngay biển Baltic ở phía trên Họ tham gia vào NATO Thấy cái điều này làm cho các nước Liên Âu lo ngại Và ngày hôm nay họ đã phản đối về phía Nga thì họ chưa trả lời vì sao họ đưa cái loại hỏa tiễn này đến Kaliningrad, một cái giải đất nhỏ thôi, của Nga mà nó không giáp Nga, giáp biển Baltic. Và cuối cùng thưa quý vị, nữ thủ tướng xinh đẹp 36 tuổi của Phần Lan đang gây tranh cãi trên mạng. Số là trong những ngày qua không biết ai tung ra cái video trong đó cho thấy bà Sara Marin, thủ tướng của Phần Lan nhảy nhót rất là gọi là man dại nghĩa là thoải mái cùng với bạn bè trong cái nhà riêng của ai bà không nói thì cái đoạn video này bị đưa lên người ta coi rất nhiều và một số người người ta chỉ trích bà này bảo nhìn kỳ quá một thủ tướng mà gọi là ăn chơi man dại như thế không xứng đáng nên từ chức Đó. một số người thì bênh vực bà bảo bà cũng là con người bà có những giây phút riêng tư tôi cũng để cho bà chơi miễn bà làm công việc tốt là được rồi nhưng mà dẫu sao thì người ta vẫn không đồng ý bởi vì nhất là khi cái đoạn video tung ra thì ngày hôm nay khi mà trả lời báo chí thì bà có cho biết như sau điều thứ nhất là tôi phản đối những ai đã tung cái video này lên mạng xã hội bởi vì đây là video riêng tư hoạt động hoạt động riêng tư của chúng tôi đó. nhưng mà bà cũng nói đó, tôi cũng là con người tôi cũng cần có những giây phút thoải mái riêng tư của tôi nhưng mà qua vụ này tôi sẽ cẩn thận hơn nhất là khi cái lời nói của tôi có thể ảnh hưởng vì tôi trong vai trò thủ tướng nhưng tôi sẽ không thay đổi vì tôi vẫn là con người giống như người khác tôi cũng cần có nhậu nhẹt tôi cũng cần có hát hò này kia đó một số người còn đi xa hơn nó nghi là bà này hôm đó có chơi thuốc <laughs> đòi là thử máu bà bảo ok muốn thử thử đó thì thưa quý vị làm lãnh tụ của đất nước mà nhiều khi <laughs> gọi là có những phút phút thoải mái riêng tư mà nó lọt ra ngoài thì cũng hơi kỳ đó. nhưng mà cái đặc biệt đó là ở các nước phương tây họ không có dấu diếm chuyện này khi mà bị vậy họ đứng ra họ trả lời phỏng vấn họ nói thẳng họ không có dấu giếm họ không ngại ngùng nhưng mà rõ ràng cái việc mà bà Sana Marin ăn nhậu nhảy nhót trong chốn riêng tư rất là man dại làm cho nhiều người chú ý và bây giờ nó trở thành cái tâm điểm thì chắc chắn là bà cũng chả bị gì đâu nhưng mà nó cho thấy một cái chuyện là gì đôi khi có những cái tin những cái chuyện riêng tư từ đó ví dụ những chuyện còn riêng tư hơn nữa mà vô tình bị quay ra mà ai đem ra thì nó kỳ lắm đó nhưng bên phương tây nó thấy họ công khai như vậy và đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị chương trình sau.